Xin chào các bạn. Bây giờ là 5 giờ chiều ngày thứ hai. Chúng tôi đã trekking lên tới Kha Katem. Cao 4.100. Nhiệt độ bên ngoài hôm nay khoảng mười mấy 20 độ. Nhưng mà băng chưa tan. Hồi nãy vừa mới có một cơn mưa khá lạnh. Bây giờ hết rồi. Ở đây có một cái ngoài loại hoa mùi than quảng rất là hay. Ngày mai tôi sẽ leo lên bên kia khoảng thêm 700 m, hơi phê. Bây giờ đầu thì hơi nhức nhưng mà vẫn rất là quyết tâm. Hẹn gặp lại trong video tiếp. Xin cảm ơn.